Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C rất là mới ạ. Đây chính là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 2.7 tức là 27.000 km rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này thì đồng hồ chúng tôi cam kết, thứ nhất là chuẩn này, cam kết không tua đồng hồ, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ tại hãng quý vị và bạn ạ. Vì chiếc xe này còn bảo hành cho nên là chúng tôi không tua đồng hồ, và chiếc xe này nó chạy cũng rất là ít, từ 2019 đến nay mới chạy có hơn 20.000 km thôi, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp. Tí nữa tôi cho giới thiệu cho quý vị các bạn xem từ những cái phiếu thay dầu của chủ xe. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì cái phiên bản 2.0 nó đã có đầy đủ option rồi. Nó khác với phiên bản 1.6, phiên bản 2.0 này thì nó đầy đủ option. Ví dụ như là từ nội thất ghế da này, ghế chỉnh điện này, cửa nóc điều hòa tự động hai vùng độc lập này, đèn pha auto và đèn bi này, đèn LED này, rồi sạc điện thoại không dây. Đấy, la răng đúc mặt phay. Và chiếc xe này thì mới chạy có hơn 20.000 km thôi, cho nên nó còn rất là mới ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 625 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 2.0 sau hơn 2 năm sử dụng quý vị bạn nhé. Bắt đầu từ cuối năm 2019 đến bây giờ là 2021 rồi, tính ra là hơn 2 năm sử dụng rồi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội là cái phiên bản GLS đây quý vị bạn nhé. Phiên bản 2.0 là cái phiên bản đầy đủ rồi quý vị bạn ạ, phiên bản GLS đây ạ. Nhìn từ phía sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này còn bảo hiểm vật chất nhé, bảo hiểm thân vỏ quý vị bạn ạ. Chủ xe mua bảo hiểm thân vỏ cho nên là vẫn còn nguyên quý vị các bạn ạ, chưa phải dùng gì đến nhiều. Cho nên là chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy, chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái cụm đèn này quý vị các bạn này, đây là cái cụm đèn bi xen đông nhá, với 4 bi mỗi bên và đèn LED ạ. Tôi đang để chế độ auto cho nên là trời sáng là đèn nó sẽ tắt. Đó. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản này. Từ những cái khe giữa cabo mới tai, từ tai mới ba lần sốc cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nha. Và nó còn rất kín, rất khít, chưa có hở gì nhiều cả, vì là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đấy ạ. Đấy, đèn thì rất là mới, rất là sáng, chưa có bị xước sát gì cả. Và cái phần đầu này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, đây là cái form mới rồi quý vị bạn nhé. Form mới và xe cũng đã được trang bị cảm biến trước. Đấy, nhìn cái phần đầu rất là đẹp, form mới rồi. Và gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương và gương chỉnh điện luôn quý vị bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa từ cả bên phụ đấy ạ. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 20.000 km thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cái dàn lốp theo xe là còn nguyên bản luôn nhé quý vị các bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 này, và cái vết lốp cũng là 2019 này. Và la răng đúc mặt phay quý vị bạn nhé, đây la răng đúc mặt phay cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là chủ xe đã sơn thêm cái má phanh này, à cái cụm phanh này là màu đỏ quý vị bạn nhé. Đây là chủ xe thích sơn thêm thôi chứ nguyên bản là nó không có cái màu đỏ đấy đâu ạ. Đấy, rất là đẹp đây, cả 4 la răng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. La răng đúc mặt phay này, lốp thì còn rất là dày, lớp sơ cua còn chưa hạ cơ quý vị các bạn ạ. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem cái lốp sơ cua. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến sau, camera lùi này,
Đây là camera lùi và cả biến sau, đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Và cái đằng sau này cũng vậy ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả nó là còn nguyên bản này, từ những cái cụm đèn cũng là rất mới đấy ạ. Và cái phần đằng sau này thì có đôi phần xước sát rất là nhỏ thôi quý bạn ạ, phải quay sát vào đây thì mới thấy nó xước sát rất là nhỏ, nhưng mà chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên đấy ạ, chứ chúng tôi cũng không sơn nữa. Mặc dù là chiếc xe này còn bảo hiểm, bây giờ sơn là không mất tiền, nhưng chúng tôi sẽ để nguyên đấy. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần đằng sau này của chiếc xe này được Hyundai thiết kế cho chiếc Elantra này, phiên bản GLS này, rất là thể thao, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây, cái lốp còn rất là dày này, cả một cái dàn lốp 2019 này là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, chưa thay một cái lốp nào cả và còn rất là dày đây này, vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2.7 km thôi. Đồng hồ thì chắc chắn một điều là chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không tua đồng hồ, vì chúng tôi biết rõ nguồn gốc chủ xe của chiếc xe này, cho nên là chúng tôi không tua đồng hồ và nó còn bảo hành, cho nên là chúng tôi không tua. La răng đằng trước đây quý vị các bạn nhé, cũng còn rất là mới này, lốp rất là dày luôn quý vị các bạn ạ, rất là đẹp rồi. Xe cũng đã được trang bị cả cửa nóc, cái phiên bản đủ này thì option đầy đủ hết rồi quý vị các bạn ạ, không thiếu một cái gì đâu ạ. Nhìn qua về cái phần tổng thể ngoại thất bên ngoài thì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đây. Những cái phần sơn zin nguyên bản theo xe này còn rất là nhiều ạ. Mặc dù là chiếc xe này chủ xe mua bảo hiểm thân vỏ nhưng mà cũng không làm gì nhiều đến bảo hiểm thân vỏ, cho nên là cái nước sơn nguyên bản của xe vẫn còn rất nhiều quý vị bạn nhé. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn mở cái cánh cửa trước bên lái này ra đã nào. Cái cánh cửa trước mà sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Xe cũng được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái đồng hồ công tơ mét đã. Trước tiên luôn đấy ạ, đồng hồ công tơ mét chiếc xe này chạy chuẩn 2.7 km quý vị và các bạn nhé. 2.7 này, đây là cái đồng hồ chúng tôi cam kết chuẩn ạ. Nếu sai là tôi sẵn sàng tặng lại xe cho quý vị và các bạn chứ không lấy tiền. Đấy. Đây là lịch bảo dưỡng của chủ xe đây ạ. Chủ xe bảo dưỡng từ kiểm tra từ lúc 27.252 đấy, và hẹn kiểm tra định kỳ tiếp theo là 3.3 thì mới phải đến kiểm tra thay dầu quý vị bạn nhé. Đây là cái này là bảo dưỡng tại hãng đấy ạ. Đấy, chủ xe làm việc thay dầu chăm sóc bảo dưỡng tại hãng luôn, cho nên là full lịch sử bảo hành tại hãng luôn quý vị bạn nhé. Không tin thì quý vị và các bạn có thể mang ra hãng để kiểm tra. Và vô lăng cần số đây thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe mới lăn bánh có 2.7 thôi và chủ xe lại bọc ốp vô lăng đây. Cái bọc ốp vô lăng, cho nên chúng tôi vừa mới bỏ cái ốp vô lăng này ra thì nhìn cái vô lăng này nó còn rất mới luôn đấy ạ. Đấy, mới tinh. Vô lăng cần số này, tay phanh này, những chiếc xe như thế này có thể nói là xe lướt quý vị các bạn ạ. Và quý vị các bạn mua những chiếc xe lướt như thế này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng luôn đấy ạ. Về đâm đụng bảo hành hay đâm đụng hay ngập nước thì chúng tôi bảo hành, chúng tôi cam kết về cái phần đâm đụng bảo hành rồi. Còn về cái phần máy móc kỹ thuật các thứ thì còn nguyên chất lượng, nó còn đẹp như thế này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Đây là cái táp bi cánh cửa trước bên lái quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa trước bên lái này. Gương chiếu hậu là gập điện này. Gương chiếu hậu gập điện và là gương auto luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là nút điều chỉnh gương này, gương auto. Táp bi rất là mới. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước đây quý vị bạn nhá. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cái xe này thì có cả phần keo chỉ bên trên này quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản này. Tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhá. Về chiếc xe siêu lướt này ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị tai nạn hay không có bị ngập nước gì cả. Xe cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp này và ghế chỉnh điện đây ạ, ghế lái chỉnh điện. Đấy, ghế lái chỉnh điện 12 hướng và cửa sổ nóc có đầy đủ rồi, cửa sổ nóc này và cái thảm nỉ trần. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị các bạn, chúng tôi mua về chúng tôi còn không phải dọn dẹp gì cơ, chúng tôi chỉ có đem rửa qua đi một chút là chúng tôi quay ra đây cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Phải nói rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về cái keo chỉ của cái cánh cửa sau bên lái này.
Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết nhé, chúng tôi cam kết luôn rồi đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này và cái táp bi cửa này. Táp bi cửa rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản luôn đấy quý vị các bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Và ở cái phiên bản Elantra 2019 này thì Hyundai cũng đã trang bị cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Đấy, hàng ghế thì rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn này. Hàng ghế thì rất mới, rất là đẹp. Đấy, trần cũng rất là sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là cái vô lăng thì bọc da này. Thưa với quý vị các bạn, vô lăng bọc da và còn rất là đẹp. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, từ chỉnh nút volume cho đến điện thoại rảnh tay hoặc là chuyển các chế độ giải trí. Đấy, và cruise control tức là ga tự động đấy ạ, kiểm soát hành trình đấy quý vị các bạn nhé. Nếu như chạy đường dài thì chúng ta rất cần đến những cái này. Và toàn bộ từ đèn auto, gạt mưa cũng auto. Trang bị khóa thông minh, đề nổ, start top, hai chìa khóa quý vị bạn nhé. Chiếc xe này còn hai chìa khóa và mới lăn bánh được có hơn 2 vạn thôi, cho nên là chìa khóa còn mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị cái màn hình thông tin giải trí đa phương tiện thông minh quý vị bạn nhé. Tích hợp đầy đủ các mọi cái thông tin ở trên cái màn hình này cũng như là phần giải trí. Cho nên là quý vị và các bạn xem, nó tích hợp cả bản đồ này, GPS này, dẫn đường. Và ở Hyundai này thì bây giờ thời buổi công nghệ rồi, cho nên là cái đầu này nó rất là thông minh quý vị các bạn ạ. Bây giờ chúng ta mà đi đến đoạn đường nào mà cho phép tốc độ bao nhiêu là nó hiển thị ở trên cái màn hình này, và nó có âm thanh để nhắc chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta để chạy quá tốc độ. Cho nên là quý vị và các bạn sử dụng những chiếc xe mà thông minh như thế này ấy, thì quý vị các bạn đi trên đường chỉ việc tập trung vào lái thôi. Còn nếu tốc độ bao nhiêu thì đã có cái đầu thông minh này nó nhắc cho quý vị và bạn đi với tốc độ bao nhiêu, để quý vị và các bạn không bao giờ bị bắn tốc độ quý vị và các bạn nhé. Đấy, và điều hòa tự động hai vùng độc lập đây quý vị và các bạn ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này, và ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, nhưng mà lại có cả nhớ ghế luôn quý vị và các bạn ạ. À, có cả sấy ghế, xin lỗi quý vị bạn, có cả sấy ghế này, sấy vô lăng quý vị bạn nhá. Đấy, option rất là nhiều rồi, sấy ghế, sấy vô lăng đầy đủ. Và bên trong này là cái sạc điện thoại thông minh. Đấy, quý vị các bạn lên xe chỉ cần đặt điện thoại vào đây là cái điện thoại của quý vị và các bạn đã được sạc pin rồi, cho nên là đi xe là cứ đặt điện thoại lên và không bao giờ điện thoại của quý vị và các bạn hết pin cả, cứ lên xe là đặt điện thoại xuống. Đấy, vừa là cái chỗ để điện thoại mà vừa là sạc được điện thoại luôn. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp đây. Xe thì cũng đã được trang bị cả cửa nóc rồi quý vị bạn ạ. Hôm nay trời nó xanh đẹp như thế này thì nếu như mát trời chúng ta cũng nên mở cái cửa nóc này ra để chúng ta ngắm cái cảnh bên ngoài và lấy không khí từ bên ngoài quý vị bạn nhé. Đấy, cửa nóc auto một chạm là có thể mở rồi, đóng cũng một chạm quý vị các bạn nhé. Đấy, đấy là cái phần cửa nóc quý vị và các bạn ạ, rất là ok. Và ở cái phân khúc hạng C sedan, cho nên là sở hữu kích thước chiều dài nó dài, cho nên là ngồi ở cái hàng ghế sau này rất là thoải mái quý vị các bạn này. Thấy cái đầu gối tôi với lại cái ghế trước này còn cách khoảng 15 phân nữa cơ. Và xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi, rất là ok. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cốp sau. Đây là cái cốp sau quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này, chúng tôi cam kết này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, đi mua xe cũ là chúng ta xem kỹ về cái phần đầu và cái phần đuôi quý vị bạn nhé, tức là cái phần cabo và cái phần cốp sau. Nếu hai cái phần cabo và phần cốp sau này nó còn nguyên bản thì đương nhiên là không hay bị đâm về cái phần phía sau rồi quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới này, rất là đẹp này. Và hơn nữa là chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản luôn rồi. Và cái cốp sau cũng rất là rộng. Và thưa với quý vị và các bạn ạ, đây là cái phần lốp sơ cua quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua còn nguyên bản này, chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên vạch sơn chưa hạ đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua rất là mới. Và cái bộ phụ tùng này, lốp sơ cua chưa dùng thì đương nhiên là cái bộ phụ tùng này cũng còn nguyên và còn rất mới rồi. Đấy, và chủ xe cũng đã dán cả phin cách nhiệt rồi quý vị bạn nhé. Đây là phin cách nhiệt mà cái hãng phin cách nhiệt mà chủ xe đã dán ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái cánh cửa phía sau bên phụ, về cái phần keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn này. Keo chỉ nguyên bản này và táp bi cửa này, rất là mới. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa còn mới này, nội thất thì rất là đẹp luôn này. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Thì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 2 vạn thôi. Và chủ xe này thì gần như đi có một mình thôi ạ. Chủ xe này là của một cái bạn cũng rất là trẻ, sinh năm 88 thôi. Cho nên là còn trẻ, đi lại đi một mình, cho nên là rất là mới. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa trước bên phụ nhé. Cánh cửa trước bên phụ cũng được bấm tay mở cửa vì khóa thông minh quý vị các bạn ạ. Đây. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy. Và chủ xe đây thì vừa rồi tôi cũng quên chưa giới thiệu với quý vị các bạn, chủ xe đã lắp thêm cái bộ lót sàn 5D này quý vị các bạn này. Đây là cái bộ lót sàn 5D mà chủ xe đã trang bị cho chiếc xe này đấy ạ. Nói thật với quý vị và các bạn, nếu như bây giờ quý vị và các bạn mua một chiếc xe mới về thì quý vị và các bạn cũng phải thêm vào một số đồ nữa, lắp thêm vào một số đồ, mỗi thứ vài triệu nữa, tính ra là cũng nhiều đấy ạ. Đấy, mà mua xe cũ thì quý vị và các bạn được hưởng nguyên những cái gì mà chủ xe đã lắp lên. Đấy. Ốc bản lề này rất là mới, rất là đẹp này. Nội thất cũng rất là đẹp, không có cái gì chê được ạ. Không có cái gì để chê được nữa quý vị các bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số này, tay phanh này, còn rất là mới. Có thể nói những chiếc xe siêu lướt này thì quý vị và các bạn mua về thì yên tâm luôn ạ. Yên tâm cả về chất lượng, yên tâm cả về cái an ninh. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây quý vị và nhé. Cũng rất là hấp dẫn quý vị và các bạn ạ. Chỉ với 7,66 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và với 9,75 lít cho 100 km quãng đường trong khu đô thị. Nếu như chạy ở ngoài quãng đường đô thị chỉ 6,42 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị quý vị và các bạn nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu này cũng rất là hấp dẫn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Tại vì người tiêu dùng Việt Nam mình thì rất quan tâm đến cái vấn đề về tiêu thụ nhiên liệu quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phiên bản Elantra 2.0 lít quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản Elantra 2018 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy, và tất cả là nó còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn này. Từ những cái ốc chân máy này, đây là những cái ốc chân máy này. Đấy, ốc mặt máy này còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi thì là nó còn nguyên bản là điều đương nhiên. Và chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn rửa gì đâu quý vị và các bạn nhé. Vì không cần dọn rửa. Chiếc xe này nó rất là mới, rất đẹp đấy quý vị và các bạn nhìn đây. Nó hơi bẩn một chút thôi nhưng mà để nguyên ạ. Đấy. Nó còn nguyên đến những cái này là còn nguyên ni lông của nhà sản xuất đây này, chưa bóc ra đây. Đấy, ắc quy cũng còn nguyên chưa thay quý vị và các bạn nhé. Còn nguyên bản hết này, những cái này là còn ni lông này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Về cái động cơ này thì chúng tôi cam kết là không bị ngập nước, máy móc này là còn nguyên bản hết luôn đấy quý vị ạ nhé. Đấy, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản và có thể bảo hành về cái việc là tai nạn ngập nước cho quý vị và bạn yên tâm luôn về cái động cơ này. Và sau đây thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về những cái phần từ những cái ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên bản này, đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Ốc cabo cũng còn nguyên bản hết này. Ốc xương đầu này. Đấy, từ những cái ốc tai này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Cho nên là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị ngập nước gì đâu ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản luôn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2.0 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá
625 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.